Kính thưa quý vị, trong những cái món hải sản mà thông dụng và được yêu chuộng nhất ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, thì Mạc Lâm nghĩ là không có món nào qua cái món crawfish. Crawfish nó ở Việt Nam mình là kêu co là con tôm đất đó quý vị. Nó nhỏ thôi nhưng mà ăn nó rất ngon. Với điều kiện là phải luộc theo đúng bài bản của nó. Ngày hôm nay Mạc Lâm sẽ dùng con crawfish, à, tuy là nó không có được tươi, nhưng mà nó cũng rất ngon vì cái người bán người ta bảo đảm là nó, nó tuy là nó đông đá nhưng mà nó cũng ngon lắm quý vị. Tại vì nếu mà con crawfish tươi đó ở Mỹ này là chỉ có hiếm lắm, chỉ có những vùng như Cali hay là ở Louisiana là mới có thôi. Còn ở trên vùng mà lạnh đó, thì con crawfish sẽ không có bán sống ở hay ở siêu thị. Và ngày nay mật lâm sẽ mời quý vị nói với con crawfish này với những cái thứ mà người Mỹ và cái người đặc biệt là Việt Kiều ở Mỹ đó đã từng nấu và nó có những cái vật đi kèm rất là ngộ nghĩnh quý vị. Tuy nhiên chẳng hạn như là khoai lang tây, bắp hay là xúc xích sau khi luộc chung với crawfish thì chúng ta có thể ăn cái đó luôn và rất là ngon. Cái tâm lý của người ăn đó thì luôn luôn là muốn ăn kèm những cái thứ mà nấu chung nó có cái, cái thịt con crawfish nó ra nó ngọt. Và vì vậy đó cho nên người ta rất là thích ngày hôm nay mật lâm muốn giới thiệu quý vị một cái loại uh, gia vị đi kèm khi nấu cái món này uh, mà có bán ở chợ uh, Walmart đó và nếu quý vị ở Việt Nam thì uh, không có có cơ hội để mua cái món gia vị này thì mật lâm sẽ làm cái gia vị mà ở đây ở Mỹ này đó uh, họ kêu bằng Cajun Cajun uh, cái, cái cái đây là cái loại mà để dùng để mà hải sản đó quý vị khi mà luộc hay là xào hải sản thì cái uh, gia vị Cajun này đó là nó là nó là top của của những cái người mà bên đây muốn nấu hải sản và cái gia vị này thì mật lâm sẽ um, chia sẻ với quý vị bằng những cái uh, loại mà thường gặp nhất và dễ tìm nhất. Mật lâm xin giới thiệu với quý vị loại gia vị nấu hải sản rất ngon này nó có bán ở trong chợ Walmart mà quý vị loại này thích hợp khi nấu với cua với crawfish hay cả với tôm cũng đều được nữa nó nó có những cái chất hương vị rất là tốt khi nấu crawfish chúng ta có những thứ đi kèm mà mật lâm sẽ trình bày chi tiết khi bắt đầu bỏ vào luộc với nó chúng ta có hai ký crawfish rất đẹp khi mua thì quý vị nhớ là chọn loại tròn và no đầy đừng có mua loại ốm hay là khô nha quý vị quý vị, chúng ta cần phải ngâm nó vào nước lạnh vài giờ cho hết đông đá và trong thời gian này đó thì chất dơ theo nước mà trôi hết. Bây giờ thì chúng ta đổ nước khỏi con mặt con profit chừng một ngón tay đó, nhưng mà khoan không mở lửa quý vị, chúng ta sẽ nêm gia vị vào đây trước rồi sau đó chúng ta mới mở mở lửa. Bây giờ thì ta bỏ gia vị vào trước tiên đó là một là bột tỏi. Quý vị bỏ vào đây một muỗng canh quý vị, bột tỏi. Kế đó là mà một muỗng canh muối biển. Nếu mà quý vị có muối biển thì càng tốt. Còn nếu mà muối công nghiệp đó thì cũng không sao. Nhưng mà muối công nghiệp thì bỏ ít hơn một chút. Bây giờ chúng ta bỏ bột hành. Nếu không có bột hành đó, thì quý vị có thể thay bằng nửa củ hành tươi bột hành thì chúng ta cũng bỏ vào đây là một muỗng canh như quý vị. Bây giờ chúng ta có bỏ mà nửa muỗng canh bột ngò. Bột ngò thì quý vị nếu không mua được ở tiệm đó thì chúng ta có thể mua nguyên cả hộp ngò để dùng để nấu phở đó ở ngoài tiệm Việt Nam đó rồi chúng ta đập chở nhuyễn ra cũng được. Và chúng ta có một muỗng cà phê bột thyme, cái loại đội khô đối với vị thyme là xả hương đó cái loại này nó rất là thơm nhưng mà nếu không có thì cũng không sao quý vị nếu được thì quý vị mua mà một muỗng cà phê paprika đây là cái loại được dùng để làm đỏ con rô phít và thêm hương vị vào hải sản của chúng ta cho ngon thêm một chút nữa chúng ta cũng có một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc đó cái này thì nó không có cây okay lắm đâu nhưng mà nó tăng thêm độ cây okay một chút xíu và tạo màu cho cái con crawfish nó đẹp hơn. Và bây giờ quý vị bỏ cho mật lâm một muỗng tiêu nữa, một muỗng canh tiêu bột đó quý vị. Bây giờ chúng ta, quý vị có thể quậy lên cho cái gia vị nó tan vào trong nước đó trước khi chúng ta nấu đó. À, quý vị nếu mà cần thêm cây một chút nữa thì chúng ta có bốn trái ớt khô ớt khô nó nó không cây nhiều đâu nhưng mà nó sẽ làm cho tăng thêm vị cây một chút và nó làm cho cái hương vị của cái nồi này nó thơm hơn bây giờ ta bỏ nồi nước luộc và những thứ mà đi kèm đó thì quý vị ở theo kiểu Louisiana này thì có nhiều thứ đi kèm rất là, là thích thú đầu tiên là quý vị cho nửa nửa củ tỏi à, đừng có lột vỏ như thế nó cắt làm đôi củ tỏi bỏ vào rồi chúng ta có nửa trái chanh vàng quý vị chanh vàng thì quý vị cắt làm đôi và chúng ta có thể nặng trực tiếp vào cái nồi nước luộc này của chúng ta luôn chúng ta cũng có nửa trái cam bây giờ nửa trái cam là chúng ta cắt làm tư và bỏ vào đây luôn quý vị rồi cái khoai lang tây mà loại nhỏ đó loại bé bi đó chúng ta có thể bỏ vào quý vị muốn ăn bao nhiêu thì bỏ vào đây tùy thích còn nếu chúng ta không tìm được cái loại baby này đó thì có thể quý vị mua loại lớn và cắt ra vừa ăn bỏ vào chúng ta cũng có bắp trái nữa quý vị bắp trái thì quý vị cắt khúc bỏ vào thì khoảng hai trái là được rồi quý vị ăn nhiều thì bỏ nhiều thôi và đặc biệt nữa lại cũng có xúc xích nữa cái loại này đó quý vị muốn bỏ vào đây luộc rồi khi một lát nữa khi mà nó chín rồi chúng ta vớt nó ra tất cả những thứ này khi khi bỏ với nước luộc chung với con rofit á thì nó sẽ làm cho cái cái bắp rồi xúc xích rồi khoai lang của chúng ta khoai tây của chúng ta đó nó thêm hương vị rất là nhiều vâng thưa quý vị sau khi nước sôi chúng ta để tiếp tục để trong cái nước sôi đó 10 phút thì bây giờ tất cả cái nồi rofit của chúng ta đã chín tất cả mọi thứ nó đều đã đều chín và bây giờ chúng ta tắt lửa quý vị có thể an tâm là nó rất là ngon vì tất cả mọi cái gia vị nó nó thấm vào con crawfish cũng như những cái món đi kèm đó bây giờ thì mặt lâm vớt ra để trình bày quý vị vâng thưa quý vị đây là đĩa crawfish tất nhiên là con tôm đất đó đã làm theo kiểu louisiana rất là ngon mặt lâm tin rằng quý vị sẽ làm được vì nó rất là dễ những cái gia vị nếu quý vị lười không muốn làm đó thì quý vị có thể mua cái loại này ở chợ Walmart nếu ở Mỹ đó quý vị nên mua cái này, cái cái bịch gia vị này vì nó rất là ngon và mật lâm cũng mong rằng quý vị sẽ hưởng được một cái sản phẩm do quý vị tự làm lấy cảm ơn quý vị